Đến đây rồi. Chào bà. Chào cô. Xin chào anh bà. Chào họ. Xin chào chị Ú. Không sợ vào gì nhá. Đi vào nhà tắm, đi vào nhà tắm. Đi thẳng vào nhà tắm. Đừng không để đồ đâu hết, đi thẳng vào nhà tắm. Hello, em hello. Chào chị Gia Bảo. Gì này nhở? Tóc kiểu gì nhở? Hello baby. Đi, nó bảo không sờ vào cái gì hết. Đi vào nhà tắm cơ mà. Hai đứa luôn. Đổ áo ra. Ba ơi. Lấy quần áo cho em. Các bạn lấy quần áo ở đây nhá. Ông cho không cởi khẩu trang. Xuống xem. Thôi nước một tí nữa. Ba ơi. Lấy quần áo cho nó của cháu cho nó phục vụ cung đồ ấy. Ba lấy cháu một đồ luôn. Hả? Lấy cháu một đồ. Lấy đồ á? Cháu không có đồ. Mấy năm mới gặp chị hai nhỉ? Năm. Đúng rồi, năm. Đi một năm. Năm rồi, từ 2020 cháu đã về, cháu đã từ Quảng Ninh. 2020 giờ là bao nhiêu? Một năm. Tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 nhớ một năm và cái gì? Cháu lên mét 6 rồi. Sao bây giờ lên mét 6 rồi cao tại vì đi đâu ở trường nó đo lố, cháu cũng tưởng nó hỏi mét 6 năm bao nhiêu rồi. À thế đang xong rồi chưa? Đổ hết rồi. Đổ hết rồi. Ra đây áo khoác mà qua. Tắm xong rồi, mận vừa tắm xong. Bảo gội đầu chị ai không cho em gội. Con dính đầy virus trên đấy là sao mà nằm đi ngủ.